3-3 của Đoàn Đức Đội. Vâng. Cơ hội 20 không? Trận đấu này sẽ cho máy nghỉ. Vẫn rất nỗ lực. Bình luận viên Đỗ Nguyên Thanh đến từ kênh Bóng Chuyền HD. Xin chào anh chị em yêu bóng chuyền Việt Nam. Xin mời mọi người theo dõi trận thi đấu tứ kết 3 giải bóng chuyền ơi một kỳ Phùng Xá Thạch Thất Hà Nội năm 2021 giữa hai đối thủ, đó là Tú Phan gặp Đức Công Tử. Điểm bóng đầu tiên của trận tứ kết 3 này đã thuộc về Tú Phan. Điểm bóng 1-0. Con gặp với con mới hái được cuối cùng này. Ba cặp rồi, cặp cuối cùng gặp lại rồi dần nhau. Đức Công Tử cũng rất nhanh. Điểm bóng cho Đức Công Tử 1-1. Trang phục thi đấu trên sân của Đức Công Tử và Tú Phan đều thuộc hãng Uline nhé, do bình luận viên Đỗ Nguyên Thanh phân phối. Đức Công Tử thì mặc trang phục màu xanh, còn Tú Phan thì mặc bộ quần áo màu đen. Mình hôm nay có chia sẻ hỏi là quần đâu thì Tú Phan bảo em mua của anh 130.000 cả quần cả áo, nhưng em bán riêng cái quần đã 150.000 rồi. Em ăn ra được 20.000 và được cái áo. Bóng ngoài sân. Quá đỉnh. Điều bóng rất tốt của Tú Phan. Điểm bóng 4-2. Bóng ra ngoài. Điểm bóng cho Hàn Thái Tú 5-2. Rất khó chịu của Đức Công Tử. Gần được. Điểm bóng cho Tú Phan 6-2. Bóng chạm vào giới hạn. Quyết đâu? Quyết ơi, cô anh đi lát về đường cũng sợ lâu. Chỉ có 3 phút thôi, phải lo. Bóng chạm chân. Điểm bóng chạm Công Tử. Bốn sáu. Anh Duệ, cho anh áo đỏ xếp.
Anh đánh cũng về rồi. Bóng ra ngoài. Điểm bóng ra đại cú. 8 4. Đây là kết rồi. Quá tốt. Nhưng cầu thủ thành công sang điểm bóng cho Hà Đại Cú. 9 4. Đẩy bóng ra ngoài. Điểm bóng rất đúng con. 10 4. Loa bình luận đỡ ý anh không biết chứ. Chú con đánh ra ngoài, đổi bóng qua điểm cho cái công tử. 5-1. Tưởng bóng hơi đây là bóng ra người già. Đánh bóng sai. Điểm bóng cho cái công tử. 6-1. Đánh bóng ra ngoài. Đổi bóng qua điểm cho chú con. 12-6. Không gặp người cố ấy nhỉ. Cầu giỏi quá tốt, cũng không chết được chú con. Cố gắng rồi. Đổi bóng qua điểm cho chú con. 13-6. Đức đẹp trai cố lên. Giám khách rồi, lối kỹ thuật. Đổi bóng qua điểm cho Đức đẹp trai. 7-13. Chạp cọc. Điểm Đức đẹp trai. 8-13. Đánh bóng không sang. Điểm bóng Đức đẹp trai. 9-13. Mình chạy đây thì cũng mà không biết chạy. Mình có sợ đâu anh. Bóng tốt. Điểm bóng tốt rất đẹp trai. Tỷ số là 10-13. Thì khi anh đủ trận là chết thầy. Tú lại phải đánh sức nó chết. Có khéo hơn mình. Cố lên. Không còn gì để mất. Cố lên. Cố lực đánh. Cố chia sẻ với anh em nhé, bộ quần áo Đức Công Tử mình đang chia sẻ với giá là 130.000 nhé. Quần áo cực kỳ chất và mát, giày là 850.000. Bộ quần áo của Tú Phan đang mặc bên kia cũng vậy nhé, 130.000. Nhưng mà Tú Phan về đã bán nguyên cái quần 150.000 rồi. Nhà lấy lồng em cứ để chạy lồng hơn. Đứng dậy vào là xin về cả. Anh xem cửa về đường bình luận Đức Công Tử đánh với ai vậy em Thanh ơi? Đức Công Tử đánh với Tú Phan nhé. Vua đầu dò bóng ơi.
quả trong. Cam Sơn. Chị Thái ơi. Quả trong sân mà. Bóng ra ngoài. Điểm của Tú Văn. Trong tay. Ngoài. Điểm bóng ra ngoài. Điểm bóng ra ngoài. 15. Lốp thì cũng là món đây là món rẻ nhất. Bóng đá gì? Bóng đá mà rẻ. Tao lấy. Vâng, kéo cái đầu tư. Quá tốt và lạc tay của Đức Công Tử rất kỹ thuật. Cố lên. 12, 15. Bóng chuyển ra ngoài thì Tú Văn bỏ. Đánh bóng góc trang, cửa bóng ra điểm Tú Văn. 16, 12. Bạch Bạch ơi, Bạch ơi. Cửa bóng ra điểm cho 16 rồi, cố lên. 13, 16. Quay. Quay. Mấy 46 rồi, cố lên. Trận đấu bắt đầu hấp dẫn các bạn. 15-16, cách biệt chỉ còn là 1 điểm thôi. Điểm điểm cho Đức Công Tử. Hai bộ trang phục đều của U Line nhá, màu xanh và màu đen thi đấu, màu nào sẽ chiến thắng. Cố lên. Anh cứ lấy cô lục viên thôi. Chưa, để đi bọc mà. Không, thì em có đổi đấy. Em ngồi lên để bình luận. Cái này đang hay quá. Điểm cửa Việt Hùng làm cho anh bộ nhá. Ok anh ơi. Rất đáng tiếc. 17-15. Tín Bạch ghi anh. Ok chào em. Rất nỗ lực của Đức Công Tử. Ngoài. Đẩy bóng ra ngoài. 16-17. Đức Công Tử. 16-17. Hai bên cố lên. Đang rất căng thẳng. Nỗ lực của Đức Công Tử. Ngoài sân rồi. 18-16 cho Tú Phan. 18-16. U Line màu đen đang dẫn U Line màu xanh. Cách biệt là 2 bàn. 19-16. Mười chín mười sáu
17-19 cho Đức Công Tử. 17-19. Lê Xuân Tiến gửi cho anh bộ xanh nhé. Ok anh ơi, anh cứ nhắn vào Zalo cho em chiều cao cân nặng anh nhé. Rất căng thẳng. Bóng trong sân, quyết định của trọng tài là bóng chạm vạch. Trọng tài 18-19, Đức Công Tử đến từ Hà Đông Hà Nội nhá. Tú Phan đến từ Phùng Xá luôn. Nỗ lực của Đức Công Tử, nỗ lực của Ulai màu xanh. Đức khỏe lắm. Bóng ngoài sân, 20-19, set point cho Đức Công Tử. Lần đầu tiên trong trận đấu, Đức Công Tử vượt lên dẫn trước, lại giật gần đúng điểm set point các bạn ạ. Tú Phan đã dẫn trước 19 điểm. Điểm thứ 20 thì Đức Công Tử dẫn trước. May mắn 21-19. Tuyệt vời. Đức Công Tử đã chiến thắng Tú Phan. Tỷ số 21-19 xứng đáng cho chàng trai đến từ Hà Đông Hà Nội các bạn ạ. Tuyệt vời. Giày Đức Công Tử đang đi cũng là bình luận viên Đỗ Nguyên Thành phân phối các bạn nhá. 850.000. Đây. Ok, Đức Công Tử phát biểu tí, đứng lên phát biểu. Cảm giác của anh thế nào? Quá sướng anh ơi. Bên kia là Tú Phan là ông vua đầu dò bóng hơi nhá các bạn nhá. Thi đấu với anh Trà Quỳnh.